Hôm nay đúng là ngày đẹp trời để ta đi trải nghiệm mà. Cuộc sống nghèo khó ơi, ta đến đây. Sao thế? Chúc ngài thượng lộ bình an à. Mạnh mẽ lên, thôi ta đi đây. Tự do muôn năm. Yeah, yeah, yeah. Úi trời. Ngài còn quên gì sao? Đưa ta đồ ngụy trang. Thứ ngài cần đây ạ. À? Hoàn hảo. Ta đi đây. Hú hồn luôn. Giống mặt quá. Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ? À? Không, mẹ không sao. Để con giúp mẹ nhé. Kìa. Cái con bé này. Phía trước có một cái vỏ chai. Ông bỏ ra đi ạ. À. Vỏ chai này ta nhìn thấy trước. Rõ ràng cháu nhặt trước mà. Ta trước. Cháu trước. Cháu bỏ ra đi. Không. Bảo vệ tới. Đâu? Bảo vệ đâu ạ? À? Mắc lừa rồi nha. Cháu còn non và xanh lắm. Ông có điều dạy cháu không hả? À, mình sao thế này? Ôi không! Ông ơi! Ông ơi! Ông làm sao thế ạ? À? Ông tỉnh lại đi mà! Mình phải dùng tuyệt chiêu thôi! Triệu hồi sức mạnh của ta! Ông bị tụt đường huyết đấy. Ông ăn thử cái này đi ạ. À. Ta cảm ơn. Ông đỡ chưa ạ? À? Ta tranh đồ với cháu, nhưng cháu vẫn giúp ta như vậy. Cháu quả là một cô gái ngoan. Tại sao cháu phải đi nhặt vỏ chai vậy? Nhà cháu nghèo lắm ạ. À. Ta hiểu rồi. Hai mẹ con vào đây. Sau này hai mẹ con cháu không cần nhặt về chai nữa. Hãy giúp ta kinh doanh quán gà tráng này đi. Mẹ ơi, mình không phải đi nhặt dây chai nữa rồi. Đây là giấy phép kinh doanh. Tốt quá rồi. Cháu cảm ơn ông. Là thế nhỉ? Thôi kệ đi, mình bán hàng thôi mẹ. Nhanh cái gì? Cụp cái mắt xuống. Em không dám ạ. Dạo này kiếm ăn khó thật đấy. Thu nhập cũng ít đi hẳn. Ủa? Mua đi, mua đi. Mua đi, mua đi. Tiền đây rồi, lên. Mời các anh. Ôi không. Các anh làm gì vậy? Khu này do bọn ta bảo kê. Ai cho các người bán gà rán ở đây hả? Bọn em có giấy phép đàng hoàng mà. Đưa ta xem. Chúng lấy đầu ra nhỏ. Giờ sao đại ca? Tao cũng không biết. Ôi, cho em xin lại giấy phép. Không, trả đây. Trả đây. Trả đây. Trả đây. Muốn ta trả thì đóng phí hoạt động đi. Đây là quy định, biết chưa hả? Ngươi. Tôi con. Sao? Cô bé định làm gì? Hay mình cứ đóng cho chúng ít tiền đi con. Không thể nhân nhượng với bọn đầu heo này được đâu mẹ ạ. Tôi này, tôi này. Lên cho ta. Yeah. Đến hết đây, ta sẽ cho các người biết thế nào là lễ hội. Yeah. Biết chứ. Ừ thôi ạ. À. Ừ thôi. Có ngon thì đừng có chạy. Wow, hôm nay bán được nhiều quá mẹ ạ. À. Phải cho con bé đó biết tài mới được. Tiếng gì vậy? Ôi trời, ác dạo. Chả nhẽ mình nghe nhầm. Con ra ngoài này một chút mẹ nhé. Ừ. Cơ hội đây rồi. Đi thôi. Đập hết cho ta. Mau dừng lại. Các cậu làm gì vậy? Đập tiếp cho ta. Khó thở quá.
Trong lúc Vernon cùng đàn em của hắn trà sức đập phá quán cà rán, thì người mẹ ôm ngực đau đớn rồi ngã xuống đất ngất liệm đi. Mẹ ơi! Thôi xong, chạy đi! Mẹ ơi! Mẹ làm sao thế này? Bọn bay chạy nhanh lên! Chuyện gì thế này? Chúng đây rồi ạ. Ai cho các người phá quán gà rán hả? Ai? Các người là ai? Nếu người muốn biết thì bọn ta sẽ trả lời. Thôi ạ, thôi ạ. Lên. Không. Tha mạng. Đi thôi, ta có việc quan trọng hơn cần làm. Bệnh của mẹ cháu cần phẫu thuật ngay. Cháu hãy chuẩn bị tiền viện phí đi. Phải làm sao đây? Mẹ ơi, con kiếm đâu ra tiền bây giờ? Ta có tin vui cho cháu đây. Ngài đây đã thanh toán hoàn toàn viện phí rồi. Thật à? Đúng, chính là ngài ấy. Cháu có biết ngài không ạ? Chờ ta một chút. Là ông sao? Đúng. Cảm ơn ông đã giúp đỡ mẹ con cháu à. Không có gì đâu. Nhân nào việc nấy, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Một hành động tốt sẽ đem lại nhiều kết quả tốt trong tương lai. Khi chúng ta giúp người khác cũng là giúp chính mình. Bởi điều tốt ta cho đi rồi sẽ quay trở lại với ta. La 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 la. Nhớ lại. Chạy đi đâu? Biết phải làm gì chưa? Chào đàn em nhé. Rồi dạ, tiền đâu? Cậu muốn xin tiền thì về hỏi mẹ cậu chứ. Tớ có phải mẹ cậu đâu. Đây con đùa nhá. Đưa cái ba lô đây xem nào. Trả ba lô tớ đây. Tránh ra. Không. Để xem bên trong có gì nào. Tớ không có tiền đâu mà. Dừng lại đi. Đúng là không có. Xui thật. Lần sau đi qua đây thì phải mang tiền nhé. Không thì biết tay tụi này. Mày ra đường chắc bước chân trái trước rồi. Đèn thế chứ lại. Ôi, thôi xong. Trời ạ, mất vệ sinh quá. Tớ kim chỗ giải quyết đã. Kiếp thế, nhà vệ sinh đâu rồi? Một quả bóng ư? Suốt này. Ô, cái gì vậy? Lại nữa. Trời nhiều sao thế? Cậu gì ơi, cậu có sao không? Tớ xin lỗi, tại tớ không nhìn thấy cậu đứng đấy. Tớ xin lỗi mà. Wow, tớ không cố ý. Hình như mình yêu rồi. Cậu ơi. Tớ không sao. Vậy tớ đi trước nhé. Tạm biệt. Có khi phải thay đổi phong cách thôi. Trời, quá đỉnh. Chất chơi người dơi luôn. Đi nào. Cậu ấy kia rồi. Hành động thôi. Cái gì đây? Một bức thư à? Mong đợi thật đấy. Sao cậu ấy không có phản ứng gì thế nhỉ? Không ngờ anh lại lãng mạn thế. Tôi xong. Hiểu nhầm thôi. Ôi kìa, đừng có chạy mà anh. Lần này chắc chắn sẽ thành công. Cũng ổn áp rồi đó. Lại thất bại rồi. Quá tàm bà bận. Lần này sẽ được thôi. Kìa. Okay.
Được rồi. Cậu ấy xem gì mà chăm chú thế không biết. Hả? Wednesday à? À, mình có ý này. Có ý gì thế? Hãy nhìn tới đây. Wow, hay quá, hay lắm. Thật sao? Tớ có bó quà này tặng cậu. Tớ cảm ơn. Đưa tay cho tớ nào. Trang này, giờ cậu muốn đi đâu? Đúng lúc tớ đói bụng quá. Chúng mình đi kiếm cái gì ăn đi. Cậu đói à? Ừ. Mình có cách rồi. Đưa đây. Đưa nốt đây. À, thơm thật đấy. Mình xin nhé. Pizza của mình mà. Trả đây, trả đây. Còn lâu. Giọng ai quen quen. Tránh ra. Đúng là tên yếu đuối. Ơ, Trang, cậu là kẻ xấu chuyên bắt nạt người khác. Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa. Khoan đã, Trang, cậu nghe mình giải thích đã. Bỏ tay ra. Trang, cô ấy giận mất rồi. Trang thế nhỉ? À, con mồi mới đây rồi. Anh ta bị sao vậy nhỉ? Đi đâu mà vội vàng thế? Đầu tiên là tiền đâu? Tôi làm gì có tiền? Không có tiền thì không có quyền được rời đi. Dừng lại. Ê, tớ kiếm được con mồi mới rồi. Giao diệt luôn chứ. Tớ không muốn làm kẻ xấu nữa. Cái gì? Cậu dám phản bội tớ? Chỗ này. Sao cậu ta khỏe thế? Chân mình à. Đứng dậy nào. Cậu cũng đừng bắt nạt người khác nữa. Không cần cậu quan tâm. Cảm ơn vì cậu đã cứu mình. Tớ sẽ không làm gì xấu nữa. Vậy chúng mình vẫn là bạn được chứ? Tất nhiên rồi. Đi nào. Cảm ơn cậu. Một cuộc gặp gỡ vô tình có thể sẽ thay đổi cuộc đời của một ai đó. Đúng người, đúng thời điểm thì tự nhiên chúng ta sẽ muốn thay đổi bản thân vì họ. Tình yêu thật kỳ diệu. Nó biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc. Băng và Lửa là hai cậu bạn từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Nhưng tính cách của họ lại khác biệt và lúc nào cũng đối nghịch với nhau. Giúp tôi với! Hả? Dừng tay lại! Đưa cái túi cho ta mau! Cứ... Dám làm việc xấu đi! Ôi da! Cẩn thận! Cậu có sao không? Cậu vẫn ổn chứ? Cảm ơn hai cậu. Không có gì. Tôi xong. Trong 36 kế chuồng là thử sách. Đừng ai phát hiện ra mình. Đừng ai phát hiện ra mình. Gì thế này? À, cái mông của tôi. Nóng quá, nóng quá. Cứu tôi với. Hoan hô. Cậu đỉnh thật. Ừ. Trang này, cậu nhìn tới đi. Triệu tập sức mạnh băng. Yeah. Không. Sợi, cậu thấy sao? Ơ kìa, có cậu, đợi tới giới. Dường như Quả và Băng đều trúng tiếng sét ái tình với Trang. Cả hai lúc nào cũng tương tư về cô bạn mới quen này. Trang này, tớ có thể mời một người xinh đẹp như cậu đi chơi không? Mình đúng là một người lãng mạn mà. Phải thuốc tác lại nhan sắc cái đã. Nhất định cậu ấy sẽ thích. Ủa,
cậu ta làm gì ở kia? Chào Trang nhé. Trang, tặng cậu này. Cảm ơn cậu. Cậu định nắm tay chân của tôi à? Không dễ thế đâu. Cháy! Ôi trời, sao lại thế này? Trang, không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ tặng cậu. Wow, dễ thương thật đấy. Cảm ơn cậu nhé. Sao nào, lê lê, cậu đợi đây. Wow, là đuôi gà. Cậu chờ chút nhé. Kỳ diệu thật đấy. Xong rồi, tớ tặng cậu này. Cậu giỏi thật đấy. Tức quá. Thù này mà không trả, mình thề không làm người. Dứt lời, băng thổi một luồng hơi lạnh về phía của Trang, khiến miếng đùi gà trên tay cô ấy bị đóng băng lại. Thôi xong. Đầu gói đi thôi. Cậu làm sao vậy Trang? Đùi gà. Đau quá. Băng, cậu mau ra đây. Hãy chiến đấu như hai thằng đàn ông đi. Đứng lại. Băng và lửa bắt đầu cuộc chiến. Cả hai lao vào đánh nhau, đã không ai chịu nhường ai. Ôi là trời, răng của tôi. Hả? Hả? Các cậu, tôi không muốn thấy mặt hai cậu nữa. Trang, đừng đi mà. Tại cậu đấy, tại cậu ý, tất cả là tại cậu. Ngày hôm sau, Lửa và Băng lại đụng mặt nhau trước cổng nhà Trang. Ôi trời, lại là các cậu ấy. Trang, Trang, xin lỗi cậu chuyện hôm qua nhé. Nhận quà đi, đừng quan tâm đến cậu ta, của tớ. Trang, giờ cậu chọn ai? À, nóng quá. Chắc chắn cậu ấy thích tôi hơn rồi. Hơn lại nữa, lạnh quá, nóng quá. Cuối cùng, chỉ vì cuộc chiến tranh giành giữa Băng và Lửa đã khiến Trang bị thương cả hai tay. Trang, bọn tớ nấu súp cho cậu này. Cậu ăn đi cho nóng, ăn của tớ ngon hơn. Không, cậu ăn đi này. À nào. Dừng lại. Là cậu ép tớ dùng biện pháp mạnh đấy. Cậu định làm gì? Anh xem đây. Cậu tha cho tớ đi mà. Đây rồi. Sức mình đâu dở vậy sao? Thương chóng mặt quá. Trang, Trang, nhanh đưa cậu ấy ra ngoài. Nhẹ thôi. Chắc cậu ấy phân vân lắm. Nếu cậu ấy không quyết định được thì chúng ta tự quyết định vậy. Ừ. Sau bao sự việc xảy ra, Băng và Lửa quyết định có một cuộc chiến công bằng. Ai là người chiến thắng thì sẽ có được Trang. Cả hai cùng lúc xuất hiện trên sân thi đấu và trao cho nhau ánh nhìn sắc lạnh. Tớ sẽ không nhường cậu đâu. Tớ sẽ thi đấu hết mình. Các cậu, mau dừng lại. Chờ. Ôi không, hay là xong cuộc đời rồi. Trang, Trang. Để tớ đưa cậu về nhé. Cậu đúng là anh hùng của đời tớ. Sao lại vậy? Cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không thuộc về mình. Trong tình yêu cũng vậy, bạn có thể cố gắng theo đuổi, nhưng có lúc bạn cũng phải học cách buông bỏ. Bởi tình yêu đến từ một phía thì không thể hạnh phúc được. Con gà kia, đứng lại! Đứng lại nào! Này này! Chúng mình nói chuyện với nhau một tí đi! Này! Gà ơi! Gà rán KFC! Wow! Các bạn ơi! Mình đang đi mua gà rán! Nhanh nhanh cả hốt! Gà rán KFC! Super sale! Giảm giá 90%! Vào thôi! Tiểu Nhị! Ui! Quý khách! Tôi đến ngay! Cho tôi cái menu! Quý khách order gì ạ? Anh order cái gì vậy ạ?
Order cái gì anh? Order. Order nhanh đi anh. Order. Ê, order cái gì? Order gì anh? Order pizza, cà phê trứng, macchiato, cappuccino cho mình minh hôn đôi môi em bị siro. Còn ly thủy tinh, chai rượu vang định vị làm sao được xa gần. Cà phê thì quý khách sang bên kia, nhà em chỉ bán gà thôi, có dùng không ạ? Cho mình một đĩa gà rán. Dạ vâng ạ. Quan hệ. Dạ. Nhớ khuyến mại thêm từng ớt đấy nhỉ. Nhớ khuyến mại thêm từng ớt đấy nhỉ. Ui, bạn cứ đùa. Tôi bán gà là phải có từng ớt chứ. Gà mà biết gáy là con gà cha, gà mà không gáy là con gà chiên. Đi lên quanh trong sân bắt con gà bóp vào nồi. Đi lên quanh trong sân bắt con gà bóp vào nồi. Ông bán gà cứ đùa. Thơm quá. Trinh này, em muốn. Anh gì ạ? Em. Ôi, hóa ra hai em đã đến ăn gà rán trước anh à? Vâng ạ. Gà nó ngồi đây. Gà đến rồi đây. Ôi, cảm ơn chủ quán nha. Ngon cái. Ăn nào con. Cái gì? Bạn nói gì? Bạn nói lại tôi nghe xem nào. 21 chục. 21 chục. Bạn cái đuôi. Ôi bạn ơi, bạn bán rẻ thế. Bán rẻ ơi là rẻ luôn. Quá luôn. Ê, bạn bán 21 chục 3 cái, thế tính ra là 7.000 một cái. Bạn đấy vậy đâu ra lãi. Tôi là tôi bán vì đam mê thôi. Còn tôi ăn là vì đam mê gà. Bạn ơi, chúc bạn thành công với đam mê của mình nhá. Người có tâm như bạn, kiểu gì cũng gặp may mắn bạn ạ. Cảm ơn các bạn, đi cẩn thận nha. Bye bye. Hôm nay kiếm được nhiều quá, nhiều ơi là nhiều. Ui, ui, có chịu thế. À, ôi, anh em ơi, em đau bụng quá. Anh em cũng bị đau bụng mà, anh cũng thế đấy. Hay là em bị trúng độc gì đó. Ui, làm gì có độc đâu, chắc là ăn gì linh tinh rồi. Ăn gì linh tinh rồi. Anh con cũng bị đau bụng giống chị à. Anh Hiệp ơi, lấy thuốc đi. 1 hour later. Các bạn ơi, em Bon uống thuốc và đỡ đau bụng rồi đấy. Không biết là ăn gì mà đau bụng nhỉ. Chẳng lẽ quán gà. Các bạn ơi, hôm nay bọn mình sẽ theo dõi ông chủ quán KFC đấy. Có ai tới kìa. Ông chủ, ông chủ. Có chuyện gì đấy bà chị? Ông bán hàng kiểu gì mà con của tôi ăn gà của ông về bị đau bụng rồi đây này. Ui dồi ôi, nay có người ăn gà bị đau bụng rồi. À, cái con mẹ này. Con bà ăn ở đâu bà lại đến bắt đền tôi? Có đi mau không thì bảo. Đi mau thải thoát ra bây giờ. Nhanh đi. Vớ vả vớ vẩn. Ôi tôi chết rồi. Bây giờ đi lấy hàng rồi. Phải đi thôi. Quyền bố nó mất. Ôi hắn đi đâu kìa. Đuổi theo đuổi theo. Đi đi. Các bạn ơi, tên bán gà đi đâu mà lén lút thế nào. Ôi kìa. Ôi bọn mình không thể để mất dấu hắn được. Đúng vậy. Đi thôi. Hắn đâu nhiều. Ui anh ơi, đây mà đây mà. Chào đại ca, vẫn có hàng như mọi khi chưa ạ? Có em ơi. Em cảm ơn. Ui, hàng vẫn ghê như mọi khi anh nhỉ? Ừ. Giá vẫn như cũ hả anh? Ừ, giá rổ vẫn như cũ em ạ. À thế anh cho em gửi tiền nhá. Dài này. Dài, lần sau ấy, có cái hàng nào mà nó ôi này, thối này, rồi thiêu, anh cứ đưa ra cho em. Miễn làm sao nó rẻ là được, anh trai nhá. Ừ, được rồi, chú yên tâm. Các bạn ơi, mình sẽ thu hết lại là bằng chứng. Xem hắn chối cãi đi đâu được nữa. Rồi, kinh quá. Rồi, ui, gà thúi thế. Để mà xử lý gà thúi, đã có cái này rồi. Dùng cái chất gì vậy? Anh không biết đâu. Thế là loại phần gà thơm ngon ngay. Gà thơm gì kìa. Các bạn ơi, cái trộm gà đang sử dụng hóa chất để khử mùi thối kìa. Ý giời, lại ngon ngay trắng phao. Gà này mới là gà chứ. Chuẩn bị đi bán hàng thôi. Thì cứ phải gọi là lét luôn đấy chứ này. Hàng tuyển luôn các bạn nhá. Ngon bổ rẻ là đây chứ đâu nữa. Bên kia. Tên kia, bọn ta đã bắt được quả tang hành vi của ngươi. Hành vi làm gà bẩn đã bị phát giác. Hãy đầu thú để hưởng sự khoan hồng. Ồ,
Hai cái đứa này định phá công việc làm ăn của tao à? Tất cả những người ăn gà của ông đều bị đau bụng. Và chúng tôi cũng thế. Này 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 nhá, ông đừng có mà bốc phét, ông đừng có mà mồm điêu đi. Ăn linh tinh ở đâu về đây lại đổ cho tôi là như nào? Đây này, gà trắng bao vông, thơm phức như này. Còn gì nữa đây đây? Sang đây đi. Đây này. Đừng có mắc cãi, bọn tôi đã có đầy đủ bằng chứng. Đây. Đây, cãi đi, cãi luôn đi, cãi đi. Lê Phương, cái tên bán gà này đã bị bắt rồi còn dám mồm anh ạ. Ừ, nhưng mà tự nhiên thèm gà thế. Anh nhắc làm em cũng thèm. Nhưng mà không đi ăn hàng đâu, sợ đau bụng lắm. Vậy mình tự làm ăn đi. Nhưng mà gà ở đâu rồi anh? Ủa, gà ngoài đồng ấy. Có á, ngoài đồng có á. Có. Vậy mình về rủ em Bon đi anh đi. Đi. Vâng. Ơi, gà khổng lồ kìa. Ui, con nhà hip hop đấy chứ. Quạc. Đấy, thấy chưa, anh bảo là có gà mà. Ui, con gà này nó ngon thật đấy. Lại còn mút mép nữa. Các em có nhìn thấy cái đùi và cái cánh của nó không? Chúng ta bắt về làm thịt thôi. Cho em xin phần đùi nhá. Ừ, bắt tôi, anh xin cả con luôn. Bắt tôi. Con gà kia, đứng lại. Đứng lại nào. Thôi, này này, chúng mình nói chuyện nhau một tí đi. Này, gà ơi. Này này, anh lại em với. Gà ơi. Mất dấu vết rồi em ơi. Ở chỗ này cơ mà. Các bạn ơi, không tìm thấy con gà đâu cả. Con gà này chạy nhanh thật. Còn tớ đuổi theo mà không kịp luôn. Quá là nhanh luôn đấy. Khả năng là con gà này nó sợ bọn mình quá đấy mà. Ôi, không thấy đâu nữa. Phải làm sao bây giờ các bạn nhỏ? À anh Hiệp ơi, em có cách rồi. Anh phải biến thành con gà để bắt được con gà kia. Đúng vậy. Anh sẽ biến thành con gà để dụ con gà kia ra. Để nó nghĩ mình là đồng loại của nó. Anh giỏi thật. Các bạn ơi, chờ anh một tí nhá. Anh sẽ biến thành con gà. Quá. Ui, các bạn ơi, sắp biến thành gà rồi này. Các bạn ơi, mình sẽ đội cái mặt nạ con gà này. Chắc chắn con gà béo sẽ không nhận ra mình đâu. Ui, giống quá anh Hiệp ơi. Như thế này thì dễ dàng xử lý con gà kia anh ạ. Đúng vậy, nó sẽ nghĩ mình là đồng loại của nó và sẽ dễ bắt được hơn. Đây là một con gà béo. Quác, gà ơi, ta đến với mày đây. Gà ơi, tôi đến chơi với cậu này. Quắc. Úi dồi ôi, các bạn ơi, con gà nó tưởng mình là đồng loại nên là nó không chạy nữa đấy. Trinh ơi, chuẩn bị bắt đây. Úi dồi ôi, anh Hiệp đã làm thân được với con gà rồi. Chúng ta phải đi bắt nó thôi. Nhanh lên Trinh ơi. Quắc, gà ơi, chơi với tớ này. Quắc. Em trả lời. Quắc, úi dồi ôi, bắt nhầm rồi. Con gà ở bên này cơ mà. Ôi dồi ôi. Úi các bạn ơi, tao bắt nhầm anh Hiệp mất rồi. Em xin lỗi. Ừ. Go đi. Nó ở bên này cơ mà. Đi bắt nào. Yeah. Con gà kia đứng lại. Ở đây. Ôi dồi ôi. Bắt được con gà. Mệt hết kìa. Mà bắt được chỉ mỗi như này thôi. Nhưng mà bây giờ mình làm gà rán như thế nào? Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm gà rán nhá. Nhưng trước tiên chúng ta phải mua một số đồ đã. Đây này. Trứng. Bột. Dầu ăn. Đi rồi, đi luôn đây. Anh đi nhanh nha. Còn bây giờ mình sẽ vào chuẩn bị bếp thôi. Đủ đồ rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm món gà rán KFC nhé. Đúng rồi, đây, chính là gà. Sẽ đổ một tí nước vào. Và đánh đều lên. Chín vàng anh ạ. Ui dồi ôi, gà rán thơm ngon vương vức ấy. Em Bon ơi, chúng mình cùng ăn thôi. Nào. À. Giòn quá anh ơi. Ngon thế. Mình có một đống gà rán tha hồ mà ăn. Rồi, này, cho em Bon ăn này. À. Ngon. 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 Wow.
có tớ ăn gà rán đây. Chào tất cả các bạn nha. Bye bye.